Xin chào anh em nhá. Giới thiệu cho anh em bộ cốt điện cho Camry 2022 này. Đấy, con này là tích hợp zin hết. Đây mình thay zin nút ở đây này. Đấy, anh em bấm này. Đấy, cốp sẽ tự đóng xuống này. Đấy. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đấy, nó sẽ có nút zin ở đây nhá. Vẫn tích hợp cả nút zin luôn. Đấy, anh em mình bấm phát nó bung này, cốp bung này. Đấy, con này là nó sẽ thay ti ở trong này. Nó sẽ có thay thì trong này, đây là cốp điện Perfect Car này, hoặc là anh em có thể tích hợp trên chìa khóa zin nút remote này. Đấy, anh em ấn giữ này là được. Đấy, anh Minh em nhờ tí anh Minh ơi. Đấy. Đấy, anh em mình chỉ ấn giữ nút mở cốp zin là cốp sẽ tự mở và cốp sẽ tự đóng này. Đây. Đấy, cốp sẽ tự lên. Đấy. Ok, con này nó tích hợp cả đá cốp ở dưới luôn. Đấy, trên này nó sẽ có cả nút zin này. Em nhờ tí nhá. Đấy, cốp này là anh em mình sẽ bấm ở trên này này. Đấy, giữ hệ thống nó giống zin luôn. Đấy, có cả phun cả chống kẹt. Đấy, ok. Anh em bấm giữ này. Đấy, cốp sẽ tự xuống. Đấy, ok. Hít được cực kỳ êm luôn. Và đây là Camry 2022 này, bản mới nhất 2.5Q luôn. Chào anh em nhé.